chứ phải có lắm hay hả. Không đâm để xuống dưới trồng à? Ôi, phải múc ra luôn á, tí ngon ơi. Xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng ngày mai các bạn. Đây, anh em đang nấu mì nha. Cái hồ nước buổi sáng này còn, hồi tối chứ còn xí xí à. Bây giờ lên đầy luôn các bạn. Đầy nhanh quá. Cá thì vẫn còn. Mà cho bọn mình ăn. Mình ăn sáng xong bọn mình sẽ về hoặc là đi xem coi có cái đầm nào nó nhỏ hơn mà không có mạch nước cá đây quả của chúng mình đây con ơi mở ra quay cái thành quả bắt cả đêm đây. Chắc tụi mình sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Giai đoạn lắp ráp đã hoàn thành, bây giờ anh em chỉ có việc mồi nước và bơm nước lên thôi. Bạn ăn chưa? Nước sẽ dần qua bên này các bạn nhé.
khơi rồng xong rồi. Tuy nhiên cái ống của mình nó ngắn quá, anh em mình phải đào cái mương để cho nước nó thoát xuống dưới này. Đấy. Chứ không là nó lại trào ngược lại cái đầm này thì coi như không cốc. Có vẻ khá thú vị đấy. Lâu lắm rồi không được đủ nước. Chơi trò chơi đây tụi mình đi chắc đi căng tin nhỏ để kiếm xăng. Còn có nửa bình này. Không biết tình hình có bơm nhảy ra cái đầm này không? Theo bạn dự đoán thì tầm bao nhiêu lâu nó sẽ cá? Cái này tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ là cá. 3 tiếng hết. Bà ấy nói 1 tiếng thì cứ gấp 3, gấp 4 lên đó. Đúng không, tiếng hơn? 3 tiếng các bà. Trong lúc chờ đợi thì thanh niên này đang chơi game offline. Mình thì đang nằm. Còn hai anh em kia thì có vẻ hơi đói nên nướng cá này. Đói đâu, nướng cho vui thôi. Hôm qua chưa review kỳ cá này các bạn này. Khá là to nha. Đi suối nha, ai mua thì đặt hàng liên hệ. Cá chê vàng. Cơ hội kinh doanh gì đấy chứ đâu. Đấy. Hai thanh niên này chắc có vẻ đói hay gì đó. Mình quay. Đói là nướng cho đẹp. Không, đâm được xuống dưới trồng à? Bây giờ cá chín rồi nè. Đây. Cá nướng bóng kia. Hôm qua tối quá mà mình chả nướng được. Chỉ có kho tiêu lên. Ăn tảo ăn cơm. Thế hôm nay anh em mình ăn đủ. Con là mở không à? Cá thơ suối. Cá chê ăn cướp bò rất là béo nha các bạn. Nó có ỉa đó được cá. Khá là ngon. Ăn bốc, bạn bốc tay. Nóng. Có quả chanh chưa? Có mà mới chanh đó. Đây, mình bẻ một phát. Đấy, mình con gì ăn? Ừ, biết mà, ăn review hơn ạ. Con bỏ lên mũ bảo hiểm ta nữa chứ. Quái. Rất nhiều quá. Nhãn phần đuôi nó hơi cháy, nó hơi khét. Đây, ăn như kiểu ăn khoai lang á. Nó béo. Chắc ăn uống xong bọn mình ngủ nghỉ một chút nữa nó mới cạn được. Đây khá lâu. Được 50% cho ta. Khách chưa đâu nhỉ? Không phải là 1 tiếng đâu nhá, chắc tầm vài tiếng á. Cố gắng hút cạn. Thì bói nó nói là 4 tiếng. Dự án 3 tiếng, còn 1 tiếng dự phòng là 4 tiếng. Sau một khoảng thời gian bơm thì là cạn rồi nhá các bạn. Anh em tụi mình xuống bắt này. Tụi mình sẽ cố gắng từ từ vào mấy cái hũ sâu sâu này để bắt. Cái gì đây? Có vẻ như ở đây có người ta bắt hết rồi. Không có cá mấy. Chưa đi đâu à? Đưa thùng đấy. Đưa xuống đấy. Cá này. Đây. Được chắc. Ui, nó ra bên này này. Mình tính nào nó nặng.
Có vẻ phương án bắt không khả thi rồi, anh em mình phải làm cái lỗ Đắp lại rồi cái khu vực này. đắp lại cái khu vực này rồi chắc tát thôi nhỉ, Tán bỏ nước ra tát bỏ nước này là mới bắt thôi. Nước nó lên nhanh quá đi, chưa kịp lại đầy lại rồi, mạnh nước nó nhiều lắm này các bạn. Xung quanh đây toàn là rừng núi lên nữa, có nhiều mạnh nước. Rồi bọn mình đã chặn hết nước ở xung quanh đây. Vì trong này là một cái hốc với khá là sâu, cá trong này thì nhiều. Không có cách nào bắt được. Rồi, phải múc hết nước ra rồi bọn mình từ từ bắt nhé. Đắp hết xung quanh không cho nước bên ngoài vào, xong rồi bọn mình múc hết trong nước ra bắt. Để chỉ còn cách này thôi. Cái nước lên này nhá. Cá nó nằm im re trong này. Cả đống này. Đó. Đây, cá đây nha mọi người. Cả đống này. Múc đi, múc đi, múc đi. Ok rồi, xong hết nước rồi. Xong hết nước rồi. Phải hy sinh cái nón bảo hiểm rồi. Ui, còn ngay đó. Cắt thể. Bên xong mềm mút môi. Bắt được rồi ha. Đây, cắt chê nha mọi người. Con cắt chê này. Luôn. Cái thằng ấy nó chích cái là giống như hôm qua. Trong kìa, đây này. Hết nước luôn. Đây này. Đấy. Các bạn có thấy không? Nguyên một ổ. Mình ra cái hông mà bút để tăng. Đào cái đồ lên. Đào đồ tăng. Anh đi hồi nước ngập. Đó đây đó. Mình đào cán thêm nha. Ôi, phải múc ra luôn á, tí ngon ơi. Cố tình múc vào mũi ở hiểm mà. Bắt luôn á. Đấy, cái xô đâu à? Cái xô. Có khi nào khán giả chửi vợ mình không đủ kinh nghiệm mà bắt không? Chế chích nhất là đầu nha. Còn ở trong này kìa. Ồ, lùa nó ra đi, lùa nó ra đi. 3, 4 con. Nước lầy lên trên sổ. Có cái lưới ha, múc. Quên. Còn đâu mình múc được cá. Ra mắt được không bà? Hôm qua bà đấy bị cá đâm vào tay, hôm nay bà rén rồi. À, sáng hết nhanh người ta. Thế thôi. Nhiều lắm mà thôi. Có vẻ là hết rồi các bạn ạ. Chắc tầm 20 con gì đó. Hình như là cái đó khoảng cái đường. Hết rồi. Tay mồm mỏ có 20 con thôi. Rồi, nước lại đầy lại rồi. Bọn mình đi gần 2 ngày rồi, chắc
Đây là cái lỗ mà xin nghỉ đến một tờ các bạn. Là trong cái góc với bên dưới này. Đây là cá hôm qua tụi mình bắt đây này. Nếu mà không về sớm thì chắc nó chết đó. Đây này. Đây này. Đây. Đây, quá nhiều. Chắc tụi mình sẽ về thôi. Nếu mà đợi lâu thì là một cái này nó chết hết. Bắt xong rồi giờ mình sẽ dồn cá lại rửa sạch xong rồi mình còn đem đi bắt cá để nhiều như qua cái đầm được vài con số cá về bán mình kinh doanh bán cá chê nha bạn ơi. Toàn là cắt chê không ạ? Đây, đồ cắt tay con nè. Cái này thì bắt lại cái đầm này nè. Đồ vừa thôi. Cắt cắt. Một chút rồi. Rồi. Nếu các bạn thấy video của tụi mình hay, hãy like và đăng ký cho mọi người nhé. Hẹn gặp. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Và mình tốn thời gian ở cái đầm này nhiều quá. Cá này mọi người ơi. Cá chê nha. Ok, tạm biệt tất cả mọi người.